Xin chào các bạn, và đây là Baby Red AK Hùng Xe Đạp đã về Atlanta. Ok, đầu má mình bây giờ là mình đang ở quán khu vực của Đông Á của mình. Ok, và đây là đầu mới giang hồ của Part Time, giang hồ đầu mới của Atlanta, DJ Brain. And you know, đầu mới làm anh em, you know biết bao nhiêu năm rồi bạn? Đầu mới từ năm rồi. Đầu mới nút mà từ cái hồi mà đầu mới đi học, đi học mà còn lớp 1, lớp 2 là đầu mới nghỉ học là đi theo nó rồi. Ngày đầu mới dân chơi của Atlanta đây các bạn. Đúng. Hằng này cũng vô đếm lịch 5 năm. Đúng không? Mày đếm lịch mấy năm vậy? Mấy năm rồi. Mày đếm năm. Đếm 5 năm. Yo, make sure y'all check it out, okay? Part time, gangster part time, young ho part time too, okay? Check it out. That's right. Ngày mai là bắt đầu anh em shoot giang hồ part time tập 2 cho các bạn. Ok, thì các bạn hãy theo dõi đây. Ok, và đây là Baby Red AK Hùng Xe Đạp. Hôm nay mình sẽ vlog cho các bạn coi. Bây giờ mình vô quán cà phê, bắt đầu mình ngồi mình check cái scenery, xong rồi để producer tới, bắt đầu anh em mình làm việc tiếp vậy ha. Ok, anh em mình tiếp tục. Và đây là cà phê window các anh em. Ok, giang hồ nào mà tới Atlanta là cứ vô đây uống cà phê. Ok, ngon lành luôn. Ê, mình có YouTube channel là anh Tuấn Yellow nha. Đồ đồ má. Subscribe mình nha. Lại giang hồ đã bú phe mình á. Nói cho các bạn nghe bây giờ. Bây giờ khổ lắm, bây giờ đồ má đi đâu giang hồ cũng bú phe bé Red hết á. Đồ má nó bú phe bé Red hoài luôn. Anh Khang đến đây mang đồ áo chiếu chiếu cho anh nghe. All of it, Khang. Yeah, no, mai bắt đầu chưa chiêu rồi chiều cỡ 1 giờ bắt đầu tụi em lên, tụi em sẽ đắp em thân. Bây giờ anh chơi nguyên vàng này là màu, bắt đầu từ đây xuống dưới là blue luôn. Yeah. Thì đó sẽ chơi cái đèn này rất đẹp rồi, tụi em có cái mấy đèn riêng tụi em để thay hết mấy cái bóng đèn này quá màu luôn. Để chơi quá đẹp, vô quay lên hết sẽ luôn, giống như bây giờ em bay lên đây luôn đó. Ở bên blue sao rồi? Blood với quyết nó bắn lộn chết người nó xét. Yeah, tomorrow day and daddy will be home, okay? So you be good for mommy, okay? Bắn chết người xong rồi. Okay, alright, bye bye. Không, các bạn khổ lắm các bạn. Không, làm công việc đi, không? Để bạn để vợ ở nhà, để con ở nhà đi quay phim, các bạn thấy không? Cuộc sống không phải dễ đâu các bạn, nhưng mà Red cũng cố gắng để làm cho các bạn vui, okay? Theo dõi đi. Đó lên ăn lên mà. Ờ. Tụi em ăn chè nè. Ăn chè, ăn chè. Đồ cao lộ của mình đã được. Chạy bên người vô cái đi chè nó chè. Tôi chạy xung quanh cho. Chạy xung quanh cho. Chạy xung quanh cho. What's up, what's up? Em chạy xung quanh cho. What up, man? What up, man? What up, man? You feel better now? Are you better now, man? You feel better now? Và đây là nhân viên của giang hồ Part Time phần 1. Các bạn có nhớ tới không? Là cô gái xinh đẹp của Part Time phần 1 đây. Ha. Và phần 2 sẽ có mặt của anh chàng này, ok? Xong rồi sẽ lấy cái nước. Nhưng mà nó blue không? Và hai là xin làm cái video trước khi làm cái video shoot Hùng Xe Đạp. Thiệt luôn à. Thôi cho em xin phép xin lỗi anh trước kìa. Tại mày quảng cáo. Em quảng cáo vậy thôi chứ ai ngờ nó tát thiệt. Đủ anh cũng không tát mày. Đủ cái đâu phải bên đây đâu tát. Đủ quá, mày vừa nói single là tao tát liền. Đó, okay. Biên bọc tiền á. Biên bọc tiền chắc vậy đó. Các bạn, đó là giang hồ của Atlanta. Bởi vì giang hồ của Atlanta là phải nể 10 phần, ok? Dân chơi mà tới Atlanta chơi là phải nể đâu hoàng, ok? Dân chơi bên Atlanta là chơi không sợ mưa rơi nha các bạn. Sợ, ta cứ quay nhộn mình bỏ chạy. Cái đó mình đang đợi. Dân chơi không sợ mưa rơi chứ sợ bị tù, ở tù đếm lịch nha các bạn. Ủa nhiều thế đó. Nhiều cái mấy cái video đó là sợ mấy người kia vậy, tao ngồi tao cười. Let's go, we'll chill and meet each other over there. Ok, let's go. Kệ coi. Thấy người chị Bi. Ok. Ngày mai là em biết là 1 giờ nhưng mà em lên sớm một tí nữa nha. Ok nha. Okay. Tại em đi em ra setup này nọ.
Cảm ơn chị nha, ba anh chị. Cảm ơn chị. Ba anh chị. Tay em, mấy gặp. Cho đến rồi. Ma đệ tử quay vậy hả đệ tử? Hả? Okay, let me see. Let me call Jason then. Jimmy then. Thôi thôi à mày. Đại loại bác không? Đâu mà đúng mình đúng. Đây nè, ra đây nè. Yeah, I'm hungry, man. Me too, I'm hungry as fuck too. I'm cold, man. Hey, they decided that they want some Vietnamese food, so we're gonna head to Đại Lợi Ba, okay? Đà Lợi Ba. It's on Pleasant Hill. On Pleasant Hill, Đà Lợi á. Đà Lợi 2 á. Đà Lợi 2 you win. Okay. Okay, rồi. That's up to them, man. Okay, đi luôn. Đi. Thôi bây giờ mày cứ... Đi đâu, ở Korean ở chỗ nào? Chứ mày, where you want to eat? Korean barbecue 92 hả? Ok, cũng đó, chỗ đó cũng được. Ok, let's go. Ok, 92 phải không? Yeah, hi. Ok rồi. Ok, we head out there. Ok, so 92 là ở đâu anh em? Sao sao đâu đi, rồi kia anh em nào ở Thailand là đang đi ăn không? Rồi tới gặp mặt Beret. Hôm nay á là bây giờ bắt đầu mình sẽ dẫn anh em đi ăn Korean barbecue ha. Bên Atlanta á đủ mới là ăn Korean barbecue là ngon lành luôn nha. Korean là hết sảy luôn nha các bạn. Hả? Dẫn giang hồ này đó, giang hồ Atlanta nè, đó. Bây giờ bắt đầu mình đề ba mình đi. Ok, vô, không nói nhiều. Ok rồi, má bấm cái địa chỉ lên coi. Cái gì? Cái địa chỉ nó tên gì mà mẹ? Chính gì? 92 92. Ôi xuống đi man. 92 92. Dạ đi. Đây nè, xin đi đảo nè, xong quay phải. 92 là chỗ ai này chứ phải không? Ừ. Ờ, chỗ ai này chứ. Ờ, ok, ai này. Rồi, hiểu rồi. Không phải, ai này. It's in all, it's all. No, where's my mask? No, should I leave it in there? Cứ để mắt kiến cho cái gì. Quay lại nè. Ok, go. Ok các bạn, go. Mình á giang hồ part time là giang hồ part time, nhưng mà đâu mất phải dừng lực lại, ok. Chạy xe là phải bỏ mắt ký vô cho thấy rõ, ok, không bị chích kịch, đúng không các bạn? Đó, ngay như vậy. Rồi, đi. Đạp xe đạp thì được chứ, không biết lái xe được không nữa nha. À. Rồi, lên đường anh em. Ê, đang nấu bụng, đang cần mì tôm nè nè. Rồi, boom. Let's go. Ok. His messenger. Đến chỗ nha, 92 mới là Korean barbecue, rất là nhiều người. Man. Ở bên kia có kìa. Yeah, do the all well. Tao cầm cái này vô, tao tưởng như tao cầm súng nữa. And you moving up some more, man. This place. Up the top of the, I saw it. The opposite side. I saw it somewhere right here. It's like that there. Oh, shit, man. That's too much. Wrong place. Wrong place, man. God damn. Really that bad? Holy shit. Can Jimmy go? Jimmy go. Wrong Jimmy. Đó xe đó. Mới gặp bạn mặt đó. God damn. Khỏe. Đậu trên đó luôn đi cho khỏe. Đậu xa xa. Nè, đạp xe đạp không được rồi, còn park cũng không được nữa, trời con anh em. Trời ơi, tung xe ta giờ, đó anh em. Đâu mẹ đi, unexpected man, you gotta tell me 10 minutes before. Xong rồi đồ ông set up đồ hoàng. Chứ đâu mà chạy xe như cực cực kìa. Đúng là xe đạp mà. Thông cảm anh em, đâu mẹ. Cái giang hồ đấy có chạy xe đồ có đồ đi quýnh lộn, đồ có chém lộn, chở đi chém lộn. Rồi, không mày chạy đâu vô không? Tao mà đậu parking là phải perfect, ok? Đâu mẹ. Damn bro. Gotta make it perfect bro. There you go. You got fucking sensor. Oh, you got fucking sensor. What's up, bro? Yeah, oh. Oh, well. On the spectator, này là ai vậy ta? Lo anh thử. Cởi mask ra cho anh em rồi. Which one? What up, bro? We're on with the light, baby. Oh, yeah. With the light, baby. That shit look hard, don't it? Yeah, I'm waiting on that, bro. Jimmy gonna come up with that shit. Jimmy gonna ride out on that video. Và đây là đủ mà các bạn đã biết rồi, LJ, phải không? Đủ với giang hồ Atlanta đây. Đâu, tới gần lại cổ một cái cho anh em xem kìa. Tù mới nó đông vãi lồ luôn mà. Yeah.
Đó, bây giờ mình có nhiêu 5 người, 5 người với lại vợ con mình nữa. Và trước tiên là Red cũng xin cảm ơn LJ hôm nay LJ để anh em. Cho nên Red xin cảm ơn LJ. Cảm ơn Red. Dạ, yeah, cảm ơn Red. LJ chứ không phải Red, LJ. Ngại ngùng gì nữa, đẩy qua đẩy lại nữa. Đẩy qua lại nữa. Sớm hơn đó, đãi mà. Lại lỗi giờ đâu ai đâu, lỗ. Đủ mắt em, anh em cũng được. Qua đó. Hey, you saw Tommy? Chào sao? How? You saw Tommy, Tommy last time? Yeah, yeah, yeah. What about them? Oh, yeah, yeah, yeah. Better hang out with Jensley. Yeah, Jensley. Oh, that's perfect. Booty. Hang, các bạn thấy không? Đủ, mấy gái đủ mấy. Không, các bạn thấy các bạn. Đích chú, chim chú đích đủ. Mắt tơ lươn kia luôn cái này. Ở đâu freestyle cái coi. Ở không? Freestyle cái coi. Chim bị freestyle. LJ freestyle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, This my girl. Nhưng mà tại sao tụi mày muốn giết tao? Tao là thiên thần, tụi mày không thể nào. Lại lộn, quay chúng ta chửi, là quay cái gì? Tụi mày trên cao với hai đôi cánh, tao là người Việt Nam và tụi mày phải tránh là đánh hết tụi mày hay là chết cả mày. Hôm nay bài này giống hồi xưa Khanh nhỏ diss Baby Red, Baby Red không thể đáp. Ok, tay cắn tao chi đôi địa chỉ rồi. Thì đồ. Giờ đừng có bị giác mới làm ơn bị kéo theo hai ba thằng nó đi ha, nếu hai ba thằng thì được 9 giờ bắt đầu. Ai vậy? Mẹ kéo đông cho nó vui ha. Ai vậy? Ok rồi, bye cô, bye gặp. Ồ, gọi ông Quang ra nữa không Tommy? Hả? Gọi ông Quang ra nữa hả? Quang nào? Kêu Quang Đặng gì đó. Thằng Quang là hồi xưa là nó con bà chủ tiệm của Du làm gì đó. Ồ, tôi còn có gọi nó ra, không biết nó có ra không, đi xe như ra là babysit. He looking for a babysitter today. Yeah, because I want it to be dumb, because I want to be a lot of people, man. We want to make so this shit. So how was the coffee shop? Was it cool? Yeah, it's cool. We're gonna fuck that place up, bro. Đúng với giang hồ không? I know who he is, bro. Huh? So we know who he is. Bạn của anh Thuận với mọi người đúng không? Ồ, mình kiếm cái quán cà phê cho nó đó, man. Và đó, ha, cà phê window, ha, anh em đó là anh Tàng thì đồ má. Nè, đây, anh cắt đầu môi, rồi Thuận cắt đầu môi, aka Jimmy. Gang gang. Này, Jimmy đầu môi, ha, này, Jimmy đầu bình thường. Mới trả tiền cầm máy quay cho nó đó. Rồi nó nhảy rồi cắt nó ra. Nãy em cầm một phút mà anh nói gì vậy lắm phải chia tiền đó. Mấy đứa này má nó kiểu nhảy ăn à. Các bạn, mấy đứa này nó bú phe mình mà đủ má rồi nó làm như nó có phe nhưng nó bú phe mình đủ má. Bây giờ thôi nha, bê rách ra đường rồi má chỉ có sợ người ta bú phe mình thôi. Đủ má nó bú từ lưu hồ dương lên nha các bạn. Jimmy nó cũng bú mình. Thằng này nó cũng đòi bú mình. Nói chung đúng, mà ai cũng bú phe bê rách hết. Đáng hiểu. Mày nói sao mà respond đi chứ. Thôi ba đồ quỷ. Đồ quỷ không? Biết gì không? Đây là cái miệng này là dùng đó famous đó mà livestream bán hàng thôi. Đụng máu vài bữa bánh kem trộn nè đồ. Kêu đi subscribe đi chứ trời. Trên mày cái Instagram của anh là gì vậy anh? Có người nãy giờ, có người xin rồi, nãy giờ có người xin rồi. Bấm vô LJ Not Baby Red. Có người xin rồi. Alo, Dead Jam hả? Sao? Bao nhiêu? 10 triệu hả? Chơi luôn, ok, sign cái contract 10 triệu. Baby Red triệu, ok. Bây giờ cứ gửi qua cho anh Red ơi, xuống đầu tiên mà em đóng với anh á. Anh chưa trả em tiền, anh Baby Red ơi. Chừng nào trả em tiền. Ok, gì đi ha. Chừng nào trả em tiền. Ok, bye. Các bạn đụng nó thiệt nha. Mình đụng mắt canh chát nhiều lắm. Đụng mắt đếp chem mới gọi cho mình. Đụng mắt sai cái điều 10 triệu ha. Mấy bạn ơi, mấy bạn đang thiếu tiền mình đó. Đang thiếu tiền mình đó. Đếp chem là gì giờ thích cho tao nghe đó. Đóng cuồng trước nó chưa trả tiền. Đóng cuồng trước nó chưa trả tiền mình. Mấy thằng này á đụ má. Mấy thằng này mà cho tiền nó đụ má nó cũng đi đập đá cũng hết rồi các bạn. Nhiều người cũng không biết về Dead Jam. Dead Jam hả? Dead Jam là company đụ nhạc Mỹ đen lớn. Ở bên Việt Nam có hả? Đấy có Dead Jam phim đó không? Ồ vậy hả? Mày có Dead Jam Việt Nam à?
Xà lồn với các bạn thôi, đủ làm đéo gì có. Làm đéo gì có. Xà lồn thì thôi ok. Đếp chém là của ai? Đếp chém mà đủ. Mày biết đếp chém mà. Đếp chém có đủ ui xô xô đếp. Không, xô xô đếp. Xin chào các bạn, và đây là Baby Red aka Hùng Xe Đạp. Hôm nay mình đã về đường Atlanta nha các bạn. Đủ má, dân chơi là coi như là muốn đi ăn á là phải đi ăn Korea, Korea barbecue. Đủ má ngon lành luôn, rất là nổi tiếng và rất là ngon nha các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn vô và đủ má thử được mấy món rất là ngon, ok. Không thèm nhìn luôn. Trông mấy gì người ta không thèm nhìn luôn, cũng nổi tiếng lắm mà. Và đây là giang hồ Pot Time đây các bạn, ok. Giang hồ Pot Time đây, ha, giang hồ Pot Time mình vậy đó. Baby, cái này là baby baby LJ, ha, baby LJ. Baby LJ, ha. Biết LJ. Chủ LJ. Hai nghe đi. Chào bác, đàng hoàng. Chào bác Quang. Chào bác Thuận. Chào bác Hòa. Hello con. Chào bác Hùng. Bác Baby Red. Baby Red. Yeah, hồi nãy Tommy nó không thèm nhìn Tommy luôn. Là hung hung đồ. Bú phèm con tôi hả? Bú phèm ơi. Bây giờ đồ với Việt Nam mình nó thấy kỳ quá. Bú phèm và tà lưa hậu dưa luôn các bạn. Nó bú tà lưa hậu dưa luôn các bạn. Dùng cái từ khác đi chứ. Cloud Chaser đi chứ. No, bú phèm thì đúng rồi. Bú phèm thì đúng rồi. Bú phèm thì bú phèm vô. Bú phèm vô. Nam đồ má giang hồ Atlanta vậy các bạn. Xào xào lồn không mà. Nhất là xào hôn quá. Nhất là xào lồn đủ má nó xào coi như là đồ bánh đi bánh xác luôn các bạn. Cái gì? Ai? Cái gì? Kim mày á, đồ má nổi tiếng xào lồn bên đây. Đồ má nó xào. Ta xào 10 đồ má nó xào 1 triệu. Má xào lồn vậy đó. Rồi vô. Các bạn không biết đâu, đôi giày này là kỷ niệm của Red rất là nhiều. Michael Jordan ha. Michael Jordan tự tay gửi cho Baby Red Limited Edition đâu bạn. Michael Jordan nha. Cái này là Michael Jordan tặng cho Baby Red. Cho nên Baby Red đụng mới để ê, đủ má có đôi giày mang hoài à. Đủ mang từ đủ quá, từ lúc chưa nổi tiếng tới bây giờ nổi tiếng còn mang. Tại vì cái này nó kỷ niệm các bạn. Đồ Michael Jordan gửi cho mình mà tự rắc tay của Michael Jordan mà các bạn. Đâu có giỡn đâu. Tự tay Michael Jordan làm luôn á. Ờ đủ quá. Michael Jordan tự tay làm cái này cho Red. Tự tay luôn, tự khâu tự làm gửi qua cho Red liền. Coi cái app trước khi mà đồ Michael Jordan coi cái livestream của Red lúc đó là mê Red tới giờ luôn, bú phim Red hoài luôn, bú phim từ lưa vô luôn, rồi gửi qua cho Red nè. Gọi hoài hả? Gọi hàng đêm hả? Hello Michael Jordan hả? Ê, đúng không Michael Jordan cần cái đôi giày của nó cài rồi ba, đủ qua cấp giày của Michael Jordan mà đặt cái đôi Jordan rồi đúng không? Má mày tin tôi gọi FBI không? Má mày tin tôi gọi FBI không? Chứ gọi FBI một số là đồ má nó tới nó chở mày đi liền luôn. Tao không cần cứ chạy xuống đây luôn, chạy thẳng ra. Tính tiếp. Đúng rồi, thử recording. Special tour.
Phải xong á. What's that, man? White speckle. This? White speckle. Is it a release yet? Because we are unlisted. I don't believe that much. I'm trying to see what happens. We're just popping up one place. Yeah, I'm just mad. I'm just mad. I'm